chào các khán giả của kênh Tôm TV. Đầu tiên, Tôm TV xin được gửi lời cáo lỗi tới toàn thể các bạn vì những lý do cá nhân nên kênh đã bị ngưng lại trong một thời gian vừa qua. Nhân đây thì Tôm TV cũng rất cảm ơn sự ủng hộ và động viên của các bạn dành cho kênh và chúng mình sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn để cung cấp những video tốt và thiết thực nhất trong thời gian sắp tới. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Tôm TV nhé. Hôm nay Tôm TV sẽ đề cập tới một vấn đề khá là nóng hổi trong thời điểm hiện tại, đó là mô hình nuôi tôm lót bạt đáy. Thực ra thì nuôi tôm lót bạt đáy đã xuất hiện ở các khu vực nuôi tôm trên cát miền Trung từ cách đây hơn chục năm rồi. Và riêng ở miền Tây Nam Bộ là vùng sản xuất tôm chủ lực của cả nước thì hình thức này mới chỉ xuất hiện trong vài năm gần đây. Riêng năm 2017 cũng như 2018 thì nuôi tôm lót bạt đáy phát triển một cách rầm rộ khắp miền Tây. Có rất nhiều ao thành công rực rỡ với năng suất vượt bậc, có ao đạt tới năng suất xấp xỉ 100 tấn một hecta, lợi nhuận thì cực kỳ khủng khiếp. Có người đầu tư nuôi tôm với số vốn là 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống nuôi thì cuối năm đã đủ thanh toán hết chi phí và còn dư lại gần 1 tỷ nữa. Vậy là một người đầu tư nuôi tôm, chúng ta có nên đi theo hình thức nuôi tôm này hay không? Video này sẽ cung cấp gợi ý để trả lời cho câu hỏi ấy. Ao nuôi tôm lót bạt đáy HDPE được che phủ toàn bộ bờ và đáy ao bằng bạt HDPE, là loại bạt có khả năng chống tia cực tím nên rất bền bỉ, chịu nắng mưa tốt. Do toàn bộ nền đất ao đã được che phủ kín nên môi trường nước ao nuôi được cách ly hoàn toàn với các chất hữu cơ trong đất, giúp ngăn chặn sự xuất hiện các mầm bệnh từ đáy ao. Ngoài ra, ao lót bạt cũng có các ưu điểm khác như là chủ động cho việc quản lý chất lượng nước ao nuôi, có thể thả nuôi ở mật độ cao và tăng năng suất nuôi cũng như dễ xoay vòng và tăng vụ. Có hai hình thức nuôi tôm lót bạt đáy là nuôi trong nhà có mái che và nuôi ngoài trời. Tôm nuôi có thể thả trực tiếp để nuôi tới lớn hoặc thả vào ao ương để nuôi theo 2 hoặc 3 giai đoạn. Và riêng mô hình nuôi tôm nhiều giai đoạn sẽ được chúng tôi giới thiệu cụ thể trong một video khác trong thời gian sắp tới. Có nhiều người suy nghĩ nuôi tôm là một hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi là một cái gì đó không quá phức tạp, chỉ là thả con giống, chăm sóc và thu hoạch. Theo chúng tôi thì nếu ai có quan điểm như vậy, mong chúng ta suy nghĩ lại. Một ngành nghề mà vốn đầu tư từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ bạc, đi kèm một tỷ suất lợi nhuận rất cao, có thể tới 150% trong vòng thời gian là 3 tháng nuôi của một vụ mùa thì tuyệt nhiên không phải là một công việc dễ dàng. Có 4 yếu tố quan trọng mà một người đầu tư nuôi tôm cần xem xét để quyết định hướng đầu tư và quy mô cho phù hợp để phát huy hiệu quả tối ưu nhất, đó là khả năng tài chính, địa điểm sẽ đầu tư, khả năng quản lý và một yếu tố không thể thiếu với bất kỳ ngành nghề nào, đó là niềm đam mê với những gì chúng ta đeo đuổi. Khả năng tài chính, đây là một yếu tố đầu tiên cần xem xét. Chi phí cho một ao lót bạt đáy để nuôi tôm thì trung bình sẽ rơi vào khoảng 100.000 đến 150.000 đồng trên 1 mét vuông, bao gồm toàn bộ các chi phí và trang thiết bị. Với ao nuôi trong nhà thì chi phí sẽ cao hơn nữa. Đấy là chưa kể người đầu tư còn phải để lại một phần vốn lưu động để mua tôm giống, thức ăn, rồi trả tiền nhân công và khá là nhiều các cái khoản chi phí khác nữa. Tôm nuôi là một cá thể sinh học mà đã là vật nuôi thì sẽ chịu sự tác động của các yếu tố môi trường, thời tiết, khí hậu. Các yếu tố cần xem xét là nguồn nước, thổ nhưỡng, vì hai yếu tố này sẽ quyết định lớn tới chất lượng nước, nguồn nước đầu vào. Với tôm thẻ chân trắng thì nhiệt độ nước dưới 24 độ C tôm sẽ hầu như ngưng hoặc là giảm ăn rất nhiều. Các yếu tố môi trường tự nhiên càng gần với đặc điểm sinh học của tôm bao nhiêu thì việc nuôi tôm sẽ dễ dàng hơn và giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí xử lý. Với ao nuôi tôm lót bạt đáy, địa điểm đầu tư đi kèm chất lượng nước, các yếu tố môi trường tự nhiên sẽ quyết định mức độ và quy mô đầu tư. Nếu có nhiều yếu tố bất lợi thì bắt buộc phải có phương án để mà xử lý phòng ngừa trước. Ví dụ như chất lượng nước kém thì phải dành nhiều diện tích để xử lý và nâng cao chất lượng nước, hạ thấp mật độ thả nuôi. Một ví dụ khác là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào mùa đông thì phải nuôi tôm trong nhà kín để nâng cao nhiệt độ nước. Năng lực quản lý là khả năng cá nhân của người chủ đầu tư nuôi tôm, sẽ gồm hai yếu tố chính là năng lực vận hành trang trại nuôi, ví dụ như là các kỹ năng về quản lý nhân công, phân công công việc, sửa chữa bảo trì máy móc, tính toán sắp xếp nguồn hàng, kế toán tiền bạc, vân vân, rất là nhiều công việc, hoặc đơn giản chỉ làm khả năng tự quản lý bản thân, lấy công làm lời. Yếu tố thứ hai là kỹ thuật nuôi tôm, trải nghiệm thực tế nhiều và giữ tinh thần luôn luôn học hỏi, rút kinh nghiệm là cách tốt nhất giúp người chủ đầu tư nuôi tôm tự nâng cao tay nghề của mình. Nuôi tôm bạt đáy, các kỹ thuật quản lý có rất nhiều cái khác so với nuôi tôm ao đất truyền thống. Hãy chắc là chúng ta có đủ thông tin cần thiết trước khi tiến hành làm, tìm một đối tác hoặc người tư vấn có kinh nghiệm thực tế là rất cần thiết và quan trọng. Sức hút lớn nhất của nghề nuôi tôm là tỷ suất lợi nhuận cao,
trong một thời gian ngắn mà ít ngành nghề nào có được. Tuy nhiên, lợi nhuận cao thì luôn đi kèm với rủi ro lớn và rất nhiều gian khổ trong quá trình nuôi tôm, như là thức khuya dậy sớm. Bên cạnh nền tảng để đầu tư thì niềm đam mê sẽ là động lực lớn để dẫn lối người nuôi tôm đạt được kết quả cao trong nghề. Nhiều cô bác nuôi tôm tâm sự là mỗi ngày chỉ cần kéo vó lên và thấy tôm lớn, tôm ăn hết thức ăn là họ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đam mê đôi khi chỉ là vậy, tìm ra niềm vui với những gì chúng ta đang làm. Thưa các bạn độc giả đang theo dõi kênh Tôm TV, trên đây chúng tôi đã đưa ra những gợi mở để chúng ta suy nghĩ là có nên đầu tư theo hình thức nuôi tôm lắp đặt đáy hay là không. Hãy cân nhắc những điều kiện mà chúng ta có cũng như chưa có để đưa ra quyết định của chính mình. Thực ra thì trong cuộc đời này không có gì là hoàn hảo cả, và chắc chắn là không thể có một điều kiện hoàn hảo tối ưu nhất để chúng ta nuôi tôm luôn luôn thành công. Với rất nhiều ưu điểm về hiệu quả cũng như năng suất, chất lượng tôm thương phẩm và giá trị lợi nhuận mang lại thì nuôi tôm lót bạt đáy chắc chắn sẽ là xu thế phát triển tất yếu của tương lai của nghề nuôi tôm. Trên đây là những ý kiến cá nhân của chúng tôi, rất mong nhận được các bình luận góp ý của các bạn quan tâm tới chủ đề này, và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chào và trân trọng.